Sáng ngày 26 tháng 8, một số khu vực thuộc các xã Đại Lào, Lộc Châu và các phường 1, 2, Lộc Tiến, Bê Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bị nước dâng cao gây ngập úng. Tại xã Lộc Châu, nước suối Đại Lào dâng cao gây ngập khu vực ven suối các thôn Tân Ninh, Tân Thịnh, Tân Bình, Ánh Mai 3, thôn 2. Tại phường Lộc Tiến, nước suối Tân Hà dâng cao làm chia cắt đường Phan Chu Trinh. Khoảng 50 hộ dân dọc theo suối Tân Hà bị nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ven suối Hà Giang. Một số khu vực tại phường 1 và phường Lộc Sơn bị nước dâng tràn vào nhà dân, làm khoảng 60 hộ bị ngập các mức độ khác nhau. Lực lượng vũ trang, thanh niên được huy động hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và đảm bảo tài sản không bị ảnh hưởng do ngập lụt. Sáng cùng ngày, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng cũng phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ. Trong đó tập trung các khu vực có nguy cơ rất cao gồm thành phố Bảo Lộc, xã Đại Lào, xã Lộc Châu, phường Bê Lao, Lộc Sơn, huyện Bảo Lâm, xã Bê Lá, Lộc Thành, Lộc Phú, Lộc Nam, Đạ Hoai, thị trấn Đạ Em Ri, xã Đoàn Kết, Đạ Tẻ, xã Đạ Ban,